Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn ngữ văn chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ cùng các em đi soạn bài thực hành tiếng Việt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 88 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thể tiếp cận được nhanh chóng những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Sau đó chúng ta nhấp vào tìm kiếm. Tại đây, chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng của kênh để vào kênh. Trên kênh chương trình mới trung học cơ sở, chúng ta hãy nhấn vào trình danh sách phát. Tại đây có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản trên chương trình sách giáo khoa mới. Khi cần tham khảo bài giảng của môn nào, các bạn và các em hãy nhấn vào trình xem toàn bộ danh sách phát của môn đó. Ở đây chúng ta có đầy đủ các bài giảng mà chúng ta cần tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để cho chúng ta có thể làm thuần thục được những bài tập trong sách giáo khoa trang 88 trong bài thực hành tiếng Việt này, cô cùng các em sẽ cùng nhau đi xét ví dụ để cho chúng ta thành lập những cái lý thuyết quan trọng của bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là phần tri thức về tiếng Việt. Chúng ta sẽ cùng xét ví dụ. Các em dựa vào ví dụ sau đây này và cho biết bộ có bao nhiêu phương tiện để ngắt các vế câu hoặc là bộ phận ở trong một câu này. Cô có đoạn văn như sau. Trong ngày này, rất nhiều hoạt động diễn ra, ký kết các hiệp ước về bảo vệ môi trường này, hoặc là diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, triển lãm tranh, ảnh về bảo vệ môi trường này, thi tìm hiểu môi trường này, hoặc là chúng ta có thể khuyến khích tái chế rác thải theo báo Môi trường Thế giới và Hành động của tuổi trẻ. Chúng ta có thể thấy được rằng là những phương tiện để ngắt các vế câu chúng ta có thể dùng là dấu phẩy này, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 là hãy xác định và nêu tác dụng của dấu chấm phẩy ở trong các trường hợp sau đây. Các em chú ý nhé, ở ví dụ 1, dưới ánh trăng này, dòng thác nước sẽ đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn, theo thép mới. Ví dụ 2 là cắt. Ca nhi cất lên những khúc điệu nam nghe buồn mang mát như Nam Ai, Nam Bình, Nam Xuân. Những điệu lý thể hiện nỗi mong chờ hoài vọng như Lý Hoài Xuân, Lý Hoài Nam. Tiếp đến là câu hỏi số 3, các em chú ý cho cô là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin là gì và cho biết tác dụng. Câu hỏi số 3 này là câu hỏi có phần hơi bắt chúng ta phải suy nghĩ nhiều, đúng không nào các em? Thì các em hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho cô những câu hỏi này nhé. Chúng ta có thể chú ý được là dấu chấm phẩy ở trong câu này là ở đoạn mà cô đang khoanh đây, và dấu chấm phẩy ở ví dụ 2 là đoạn ngăn cách dưới mũi tên của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tác dụng của dấu chấm phẩy nhé. Ở ví dụ 1 thì dấu chấm phẩy có tác dụng là đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp. Ở ví dụ 2 thì dấu chấm phẩy đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một câu ghép ở phép liệt kê phức tạp. Vậy thì phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là gì? Là gồm những số liệu, những hình ảnh, là nó mang cho chúng ta những tác dụng như sau. Là hình ảnh ở trong đoạn văn, trong câu văn, là giúp người đọc của chúng ta hình dung và tiếp thu tốt hơn văn bản của mình. Và những số liệu được sử dụng ở trong văn bản thì sẽ có tác dụng là bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung của văn bản thông tin. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng kết phần lý thuyết quan trọng của bài học ngày hôm nay về dấu chấm phẩy và phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Vậy thì dấu chấm phẩy là gì? Dấu chấm phẩy là dấu câu được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp, đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ thì nó là các hình ảnh này, các sơ đồ, các số liệu được sử dụng ở trong văn bản này. Mục đích của việc sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ ở trong văn bản đó chính là bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung của văn bản. Người đọc, người nhận thông tin một cách trực tiếp, trực quan và dễ dàng hơn. Vậy thì vừa dựa vào việc mà chúng ta đã cùng nhau đi củng cố lại kiến thức lý thuyết, hình thành kiến thức lý thuyết quan trọng cho bài học ngày hôm nay, thì cô cùng các em sẽ cùng nhau đi thực hành 3 bài tập ở trong sách giáo khoa nhé. Đầu tiên là câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 trang 88. Câu hỏi có yêu cầu như sau. Hãy nêu công dụng của dấu chấm phẩy ở trong đoạn trích sau. Cô có đoạn trích như sau. Là năm 1972, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày môi trường thế giới,
Mục đích của Ngày Môi trường Thế giới là giúp người mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường. Trong ngày này, rất nhiều hoạt động diễn ra, ký kết các hiệp ước về bảo vệ môi trường, diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường này, trồng cây xanh, triển lãm tranh ảnh về môi trường, thi tìm hiểu về môi trường, khuyến khích tái chế rác thải. Vậy thì chúng ta hãy dựa vào kiến thức về công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn trích sau, trích vừa rồi để cho chúng ta trả lời cho câu hỏi này nhé. Cô gợi ý như sau, dấu chấm phẩy là những dấu mà cô đang in đậm ở đây, các em chú ý này. 1 dấu chấm phẩy, 2 dấu chấm phẩy, 3 dấu chấm phẩy và 4 dấu chấm phẩy. 5 dấu chấm phẩy được sử dụng ở trong đoạn văn này, dùng để làm gì nhỉ? Dấu chấm phẩy có tác dụng là để ngắt quãng các hoạt động bảo vệ môi trường được người viết đưa ra, và các bộ phận ở trong câu này có cấu tạo khá phức tạp nên tác giả phải sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa chúng. Như là rất nhiều các hoạt động diễn ra, như là hoạt động đầu tiên là ký kết các hiệp ước về bảo vệ môi trường này, hoạt động thứ hai là diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường, hoạt động thứ ba là trồng cây xanh, hoạt động thứ tư là triển lãm tranh ảnh về môi trường, hoạt động thứ năm là thi tìm hiểu về môi trường và hoạt động thứ sáu ở trong hoạt động này là khuyến khích tái chế rác thải nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Có thể thay dấu phẩy ở trong đoạn văn dưới đây bằng dấu chấm phẩy được không và vì sao? Trái đất đã cho ta, chúng ta và muôn loài môi trường sống, những cánh đồng rừng rậm bạt ngàn này, những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông xanh thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những đại dương bao la huyền bí. Chúng ta có thể thấy được rằng dấu chấm phẩy được sử dụng ở trong câu văn này. Có thể thay dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy được không và vì sao? Chúng ta hãy suy nghĩ xem về tác dụng của dấu chấm phẩy và tác dụng của dấu phẩy để cho chúng ta trả lời cho câu hỏi này nhé. Vậy thì chúng ta có thể nhận thấy được rằng cô gợi ý như sau. Không nên thay dấu phẩy trong đoạn văn trên bằng dấu chấm phẩy bởi vì dấu chấm phẩy chỉ dùng để ngăn cách những khoảng rừng lớn, những câu ghép có cấu tạo phức tạp. Còn câu văn này của chúng ta có cấu tạo rất là dễ hiểu rồi đúng không nào? Không phải là những câu ghép phức tạp mà đây là một câu mà chỉ ra những cái tác dụng cơ bản của trái đất đúng không nào? Như chúng ta có thể xét đến ví dụ. Đó chính là chúng ta theo dõi cái câu ở trong ví dụ đầu tiên. Tại sao tác giả lại sử dụng dấu chấm phẩy ở đoạn này mà tác giả không sử dụng dấu chấm phẩy ở đoạn này? Bởi vì trong ví dụ trên thì dấu chấm phẩy được dùng để ngăn cách các khoảng rừng lớn, bao trùm khoảng rừng nhỏ. Như là tranh ảnh thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là một đúng không nào các em? Triển lãm tranh ảnh, chẳng nhẽ triển lãm tranh ảnh chúng ta lại chấm phẩy xong ảnh về môi trường thì nó làm mất đi vế của một câu. Còn trong đoạn trích ở bài tập số 2 chúng ta đang tìm hiểu này thì nó không có khoảng rừng nào nhỏ hơn. Câu này cấu tạo đơn giản nên không cần thiết dùng dấu chấm phẩy. Cuối cùng các em sẽ đến với câu hỏi số 3 ở trong sách giáo khoa. Em hãy đọc lại văn bản lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro và văn bản trái đất của muôn loài và cho biết ở câu A. Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nào đã được sử dụng? Câu B. Các hình ảnh được dùng trong lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro có tác dụng minh họa cho những nội dung nào của văn bản này? Các bạn hãy nhớ lại về nội dung của hai văn bản này và cho cô biết. Thì chúng ta có thể nhận thấy rằng yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong hai văn bản này đó chính là hình ảnh và số liệu. Ở trong văn bản lễ cúng thần lúa, được sử dụng hình ảnh là nghi thức cúng thần lúa, còn trong văn bản trái đất mẹ của muôn loài là không sử dụng hình ảnh. Và ngược lại, ở trong văn bản số 1 là tác giả không sử dụng số liệu, còn văn bản số 2 là tác giả sẽ đưa ra những cái số liệu rất là cụ thể. Chúng ta có thể nhận thấy được rằng ở trong văn bản lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro, số liệu, hình ảnh, những hình ảnh được nêu ra như là hình ảnh của cây nêu này, những cây lúa này, trang trí trên bàn thờ này, những lễ vật đúng không nào? Còn ở văn bản trái đất mẹ của muôn loài được sử dụng với những số liệu là 3/4 bề mặt là nước này, 140 triệu năm này, 6 triệu năm này, 30.000 năm này, những dòng sông này, những đồng cỏ. Và tác dụng của việc sử dụng những hình ảnh hoặc là số liệu này ở trong văn bản lễ cúng thần lúa của người Chơ Ro đó chính là giúp chúng ta hình dung rõ hơn về nghi thức và hoạt động trong buổi lễ. Còn ở văn bản trái đất mẹ của muôn loài có tác dụng tăng tính thuyết phục cho văn bản, giúp người đọc tiếp cận thông tin một cách trực quan và rõ ràng hơn. Như vậy là cô giáo đã cùng các em đi tìm hiểu 3 bài ở trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 638 trong bài thực hành tiếng Việt. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ có một phần viết ngắn, đó chính là chúng ta cần viết đoạn văn có trường độ khoảng 150 đến 200 chữ, giới thiệu một cái cảnh thiên nhiên mà em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu chấm phẩy. Đây là một đoạn văn mà đáp ứng ngắn gọn và sử dụng dấu chấm phẩy
Em hãy lựa chọn một cảnh thiên nhiên mà em yêu thích. Em có thể theo dõi lên màn hình của cô để cho chúng ta tham khảo đoạn văn mẫu này của cô nhé. Từ đó chúng ta sẽ viết được đoạn văn cho riêng mình. Trong quá trình giảng, các bạn và các em thấy video này nhanh hoặc chậm có thể bấm tua hoặc bấm dừng video để chúng ta theo dõi được kịp thời nội dung của bài học nhé. Như vậy là chúng ta sau bài học này thì cần trình bày kiến thức đã học về dấu chấm phẩy bằng sơ đồ tư duy. Ngoài văn bản viết, chúng ta sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ được thể hiện như thế nào khi giao tiếp bằng lời nói thì chúng ta hãy sử dụng nhé. Như vậy là cô giáo đã cùng các em đi soạn bài thực hành tiếng Việt trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 trang 88 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những bài giảng tiếp theo. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em!